chào các bạn. Thời gian gần đây, Thế Giới Bảng Tân Hà nhận được rất nhiều phản ánh của quý khách hàng về các sản phẩm hàng giả hàng nhái trên thị trường, đặc biệt là đối với sản phẩm bảng Flipchart Upside Down. Hôm nay, Thế Giới Bảng Tân Hà xin làm video clip này để hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt các sản phẩm hàng chính hãng Tân Hà và hàng nhái trên thị trường. Đầu tiên là về quy cách đóng gói sản phẩm. Sản phẩm bảng Flipchart Upside Down chính hãng Tân Hà luôn được đóng gói trong bao bì cắt tông với nhận diện rõ ràng từ nhà sản xuất. Thứ hai là về tem nhãn sản phẩm. Tem nhãn sản phẩm được dán trên ốp tre của thanh kẹp giấy. Với sản phẩm chính hãng Tân Hà đều có tem nhãn của nhà sản xuất và tem dòng sản phẩm bảng Flipchart Upside Down. Còn trên ốp tre thanh kẹp giấy của sản phẩm nhái không có bất kỳ loại tem nào. Ngoài ra, loại tôn dùng cho ốp tre của sản phẩm nhái dùng loại tôn mỏng, yếu, cắt không đều và rất sắc cạnh, dễ gây ra đứt tay. Còn tôn của sản phẩm chính hãng Tân Hà rất dày và chắc chắn. Phần thứ ba là chốt điều chỉnh chiều cao của bảng. Bảng chính hãng Tân Hà sử dụng chốt điều chỉnh chiều cao hình sao 3 cánh, còn sản phẩm nhái sử dụng chốt hình tròn. Phần khung tiếp giáp giữa ray định hướng và khung bảng ở sản phẩm nhái có độ hở rất lớn nên bảng rất lỏng lẻo khi cần điều chỉnh chiều cao. Phần tiếp theo tuy rất nhỏ nhưng rất quan trọng và mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Chốt chặn giữ cho bảng không sập hết xuống chân bảng khi hạ thấp để thu gọn chỉ có trên bảng chính hãng và không xuất hiện trên sản phẩm nhái. Phần phân biệt tiếp theo là khay phấn với đầu bịt của bảng chính hãng khá sắc nét, còn ở sản phẩm nhái thấy rõ sự thiếu tỉ mỉ. Và cuối cùng là phần khung chính của bảng. Ở bảng chính hãng, khung bảng dùng loại khung dày chắc chắn hơn rất nhiều so với khung bảng có kích thước nhỏ của sản phẩm nhái. Trên đây là những lưu ý khi chọn mua sản phẩm bảng Flipchart Upside Down Tân Hà. Hy vọng với những lưu ý này, quý khách sẽ lựa chọn được cho mình sản phẩm chính hãng từ Tân Hà. Hãy truy cập website thegioibang.com để luôn mua được sản phẩm chính hãng.